các con, lúc này lẽ ra cha chưa xuất hiện, nhưng khi thấy cần, cha mượn bộ áo trần gian để đến với các con. Các con nên biết áo đạo nhưng tâm không biết đạo thì thật không ích gì. Mặc bộ áo đạo thì phải hành động cho đúng. Các con tu áo nhiều rồi nhưng tu tâm chưa được mấy đứa, cho nên lần này cha sẽ mượn bộ áo trần gian để hóa độ các con. Cha sẽ sống như một người trần gian để dẫn dắt các con. Cha sẽ trần mà thoát trần để giải các con phá mê phá chấp, trực tiến vào nội tâm hầu lo trao rồi sửa chữa cho nó luôn sáng đẹp. Các con phần đông tu kiểu hình thức, tu bề ngoài không mà thôi. Các con chỉ lo dọn bàn thờ bên ngoài cho thật trang nghiêm mà quên lo chăm sóc cái bàn thờ bên trong các con. Đã bao lâu rồi các con để nó hương tàn khói lạnh. Các con ơi, uy nghi bên ngoài nhưng phải lo dọn bàn thờ bên trong. Bàn thờ bên ngoài không xứng bằng bàn thờ bên trong đâu các con. Trong mỗi các con đều có ngọn đèn lư hương, phải lo cho đèn nến bên trong sáng choang luôn, thì các con mới mong tiến hóa tới chỗ giải thoát, mới mong có ngày phản bổn nguồn nguyên. Màn này không tu là đại khổ, đại nạn đó các con. Cha cho các con biết đại khái như vậy. Đứa nào biết lo tu thì đỡ khổ, mà đứa nào mê đời chắc chắn sẽ bị khảo đạo ghê gớm. Màn này tiêu bảy con ơi, ráng mà lo tu. Hành đạo chân chánh, lo tu niệm, đừng có nghĩ trần nhiều, đảo điên với cuộc thế, rồi các con sẽ phải bị khảo đạo dữ lắm. Màn này đứa nào có tâm vọng ngoại thì phải khổ, vì ngoại cảnh đảo điên, tâm vọng đảo điên thì phải chịu điên đạo. Màn này quay vô trong, đi tìm nguồn an lạc của nội tâm, tìm cái sáng của phần hồn, lo cho phần hồn, xót thương cho trong này, quay lại bên trong này, lo hương đăng cho trong này đi. Cha ngự ở trong này chứ không có ở bên ngoài đâu. Cha ngự ở khắp mọi nơi, nhưng sở dĩ cha nói không có bên ngoài là vì các con không biết ở trong này thì chưa có thể biết được bên ngoài. Các con hiểu chưa? Lo cho trong này, dọn cho sạch bàn thờ, uy nghi sáng luôn luôn trong này, thì cha ngự ở trong này luôn luôn đó con. Ráng lo tu, trao dồi hạnh kiểm, mượn cái khổ để tiến hóa. Màn này cha cho nhồi quả để cho các con thức giác, để biết trần gian là giả tạm, là bể khổ, nên không thể hy vọng có hạnh phúc thật sự vĩnh cửu xứ trần này đâu. Mượn cảnh khổ để dạy cho các con đó thôi. Nếu các con giác ngộ được sự thật này, thì khi các con bị nhồi bị khảo, các con sẽ bình tĩnh hơn, có nhiều can đảm hơn để chịu đựng. Vì các con phải hiểu rằng nghiệp khảo đảo cũng do tội của mình đã vay tạo, nợ nần của mình phải trả cho sòng phẳng vậy thôi. Ráng tu, màn này là màn nhồi quả để chuyển sang giai đoạn khác, nên các con hãy vững tin rằng các con không hề trả quá số nợ mình đã vay từ nhiều kiếp. Vậy các con hãy an lòng ráng lo tu. Trời lúc nào cũng ở đây, ở bên các con. Nếu các con biết tin trời, tin có trời là trời ở với các con, luôn luôn sẵn sàng cứu khổ cứu nạn. Nếu nó chịu biết có trời và lo tu, vừa chấp nhận trả quả tiền kiên, đồng thời vừa trao dồi phước đức hạnh kiểm. Màn này đứa nào không chân chánh bị mê trần nghiệp quá nặng và không đủ phước đức sẽ phải chịu khảo đảo rồi có khi tiêu luôn. Tiêu bảy nghe con, ráng lên. Này các con, cha xuống thế để làm gì? Để cứu khổ cho chúng sinh, để giúp cho chúng con quy hiệp trở về. Tất cả những phương tiện cứu khổ của cha đều cho xuống thế để làm việc để độ trần. Mà các con có biết những phương tiện cứu thế độ trần là gì không? Đó là các tông phái, chi phái, các hình thức tôn giáo trên toàn cầu đấy các con. Tất cả đều từ một gốc mà ra, mượn phương tiện độ trần, màu sắc tông chi phái khác nhau là để cho các con nương theo đó mà tu. Đứa nào hợp với màu sắc nào thì nương theo đó mà tiến tu để trở về. Cha cho nhiều phương tiện, nhiều điều kiện để các con nương dựa mà về. Không tôn giáo nào là chân lý cả, mà tôn giáo nào cũng chỉ là phương tiện của chân lý mà thôi. Nếu các con chấp các phương tiện, coi các tôn giáo là chân lý thì chính các con sai lầm đấy. Thằng đạo Phật nói đạo Phật là chân lý, thằng đạo Khổng nói đạo Khổng là chân lý, thằng đạo Lão nói đạo Lão là chân lý, thằng đạo Thiên Chúa nói Thiên Chúa là chân lý, thằng đạo Cao Đài nói Cao Đài là chân lý, và đạo Cao Đài do Ngọc Hoàng Thượng Đế lập ra, cái đó mới đúng là chân lý. Đã từ lâu, các mối đạo và người đời đã quan niệm lầm lẫn như thế đấy các con. Cha nói cho các con rõ, tất cả mọi quan niệm cố chấp lầm lẫn như thế đều sai hết các con. Bởi tất cả đều không phải là chân lý, mà các tôn giáo, các chi phái chỉ là phương tiện để độ nhân, là màu sắc của chân lý, là chiếc thuyền để các con mượn đó mà về đấy thôi. Các con vì chấp ngã, vì ganh tị, vì tranh đua, đạo này, đạo nọ, đạo kia, đạo người, đạo ta,
đạo này cao, đạo kia thấp, cho nên rốt cuộc rồi chia rẽ, rồi ghét bỏ, rồi hận thù, rồi giết chóc, rồi tranh đoạt đủ thứ hơn thiệt, rồi làm sao mà về hả con? Các con cứ cố chấp cái quan niệm ngu muội như thế rồi làm sao mà về? Cho nên cha xuất hiện để lo cái gì? Lo sự hòa hợp để quy về một mối, tức quy nguyên về một gốc mà thôi. Cũng của cha cho xuống thế, Nho, Thích, Lão hay các chi phái rồi cũng phải quy về một mà thôi. Các con đừng tranh hơn thiệt, đừng nghĩ thấp cao. Chấp như vậy thì có chỗ tâm không hòa, mà không hòa thì phải loạn động. Không hòa thì tâm tán loạn, mà tán loạn là rước trượt tới. Cái tâm thanh tịnh thì rước cái thanh, cái nhẹ, mà thanh nhẹ thì mới được về chứ các con. Các con tán loạn lo ganh đua, đem cái ta vĩ đại án trước mắt. Thằng nào cũng chấp cho mình là giỏi là hay, lo tranh hơn thiệt thế nọ thế kia, rồi chia rẽ rồi bất hòa. Vậy mới sinh ra đủ mọi chuyện khổ đấy các con. Thế gian hiện tại bị nhồi quả đau khổ, đủ thứ loạn cảnh là vì đâu? Là vì tâm con người bất hòa loạn động đấy các con. Do vậy mới sinh mọi việc khốn khổ ở trong trần gian. Các con muốn bên ngoài yên mà tâm trong này động thì làm sao yên được các con? Cảnh ở ngoài yên thì tâm các con yên. Các con phải yên trước mới tạo cảnh yên sau. Các con không yên, không hòa, không đồng, bảo sao đừng có chiến tranh giết chóc loạn lạc ở con. Khi tâm các con tán loạn, nghĩa là nội tâm muốn hơn thiệt, thấp cao, tranh chấp, thì bảo sao đừng có cảnh hơn thiệt, loạn động, chiến tranh bên ngoài xảy ra. Tâm các con còn dẫy đầy ích kỷ, nhỏ nhen, tham vọng, rồi bảo sao ngoài này đừng có khổ. Vì có tham vọng ích kỷ nhỏ nhen từ trong này mới thoát ra tạo cảnh ở bên ngoài. Tất cả hoàn toàn do nghiệp lực của chính chúng sinh tạo ra thôi con. Cha cho các con biết, khối trượt đang hoành hành cho nên các con khổ, cho nên trần gian khổ. Nhưng các con có biết khối trượt do đâu mà có hay không? Đó là do hình tư tưởng của các con đó thôi. Nghĩ một điều xấu xa, nghĩ một sự kiện không lành, những tư tưởng này thoát ra rồi tổng hợp lại thành khối trượt. Mà càng nhiều tư tưởng xấu thì khối trượt càng lớn, mà càng lớn thì nó càng hoành hành dữ. Mà càng hoành hành dữ thì đương nhiên các con phải khổ đó thôi. Tất cả đều do nghiệp quả của chúng sinh phóng xuất ra, rồi dội ngược lại. Cho nên màn này khối trượt hoành hành là do nghiệp quả của chúng sinh thôi con. Rồi đứa nào nợ nần bao nhiêu, màn này cha cho các con có dịp trả. Nghiệp quả đã vai bao nhiêu thì trả lúc này để nhẹ bớt, để bước sang một giai đoạn khác có phước hơn. Màn này là màn tẩy rửa đó con, nên đứa nào dơ nhiều thì tự nhiên bị khảo đảo vậy thôi. Các con đừng có hoang mang phân bì rằng, tại sao tôi cũng tu thật mà tôi bị khảo dữ, còn thằng không tu lại thấy nó nhẫn nhơ ăn trên ngồi trước. Chưa chắc đâu con, cái thằng thức giác biết lo tu niệm thì nhờ chuyện chánh tu chánh niệm này mà nó bớt nghiệp ác. Tâm nó thay vì nghĩ những điều không lành, nó nhớ niệm Phật luôn, thì ngay giờ phút đó nó bớt vai thêm chút nữa. Bớt vai thì khỏi sẽ phải trả, nhưng rồi cái gì nó đã vai từ nhiều kiếp thì nó phải trả chứ con. Con hiểu vậy chưa? Cho nên các con tu mà còn nghiệp tiền kiên thì cũng phải khổ, vì phải chịu thanh toán nợ nần quá khứ. Vì vậy có sự việc thấy rằng thằng chí tâm tu mà lại bị khảo đảo điêu đứng. Nhưng nó còn nghiệp thì đương nhiên nó phải bị khảo vậy thôi. Nó còn nợ bao nhiêu thì trời phải chuyển cho nó trả quả, tẩy rửa cho nó sạch sẽ mà về. Không thằng nào trở về mà dơ được đâu con. Trở về phải sạch, phải sáng, phải nhẹ, tánh trần gian phải dứt. Còn bận trần dù một chút xíu thì cũng vẫn bị tẩy rửa mà thôi. Phải cho nó trả quả để nó nhẹ cái gánh của nó. Nợ của nó phải để cho nó trả, để nó nhẹ nó mới về được chứ con. Cho nên tu là gì? Là vun bồi, là sửa. Vun bồi cái tốt và sửa cái xấu. Khi tụi con sửa cái xấu, vun bồi cái tốt thì tụi con được hưởng phước, đỡ phải chịu khổ, vì đỡ phải trả nợ nần. Không vay thì khỏi trả, nhưng ngược lại, những nợ nần mình đã gieo từ nhiều kiếp trước thì phải chấp nhận trả hết chứ con. Cho nên những người tu thấy khổ rồi hoang mang bỏ tu, điều đó sai con. Tại các con chưa hiểu đó thôi. Cho nên màn này bị chính cái nghiệp của các con khảo rồi nhiều đứa tu cũng rớt. Nhiều đứa tu không vững tinh thần bị cảnh khổ khảo mà rớt màn này. Cha thương các con đó dữ lắm. Vì nó chưa hiểu nên chưa vững, rồi rớt lên rớt xuống. Mà thằng đó rớt là cha khổ với thằng đó, đứa nào rớt là cha khổ với nó. Vì linh quang của cha phóng ra để xuống thế. Xuống thế để làm gì? Không phải xuống trần chỉ để hưởng thụ đâu các con. Xuống trần là để học hỏi, để hiểu, để thâu góp kinh nghiệm đạo đức cao cả rồi trở về. Không phải xuống để mà hưởng trần đâu các con. Hưởng trần ở mãi đây rồi biết chừng nào mới về hả con? Thế nên cha cho các con xuống đây là để học hỏi, để tiến hóa rồi trở về. Vì đời là bể khổ luôn luôn, xuống đây là phải khổ. Và phải khổ mới có dịp để học hỏi tiến hóa.
Cho nên các con đừng mong xuống đây để sướng. Đời là bể khổ trầm luân, ngục lặng trong này thì ắt phải khổ chắc chắn. Cái mà các con tưởng vinh rồi phải có lúc nhục, cái vinh là mầm mống cho cái nhục đó thôi. Cho nên màn này ta cho thấy rất rõ, vinh bao nhiêu thì nhục bấy nhiêu. Ngày nào làm ông thì bây giờ làm thằng để nếm vị khổ đó các con. Vậy có phải cái vinh ngày xưa là mầm mống của cái nhục bây giờ hay không? Trước kia càng sung sướng thì bây giờ càng đau khổ. Cha cho thấy rất rõ, thằng tỷ phú thì phủi tay không, thằng giàu bây giờ xuống làm thằng nghèo, để cho các con thấy cảnh đời điên đảo giả tạm vậy con. Không có gì trường tồn, không có gì bền bỉ vĩnh cửu ở trần gian này. Còn đó rồi mất đó, có đó rồi không đó con ơi. Cha cho các con biết có rồi không, còn rồi mất, đó là định luật bất di bất dịch của càn khôn vũ trụ này thôi. Các con cứ tưởng lầm rằng giả là chân cho nên các con khổ. Tưởng cảnh trần này là vĩnh cửu, xuống đây để củng cố địa vị, tiền bạc, nhà cửa, móc nối đủ thứ nghiệp quanh mình, rồi tưởng cảnh ấy là thật, cho nên các con ôm nó rồi khổ với nó, rồi quên cả đường về con ơi. Các con ở trên kia chứ đâu phải ở dưới này, xuống đây để mượn cảnh trần học hỏi rồi trở về. Xuống đây diễn tuồng, đóng vai làm vợ, làm chồng, làm anh, làm em, làm cha, làm mẹ, làm con cái của nhau để học hỏi đó thôi, học để tiến bộ rồi trở về. Cho nên đứa làm vợ thì học cái tình huống của mình, thằng làm con thì học cái hoàn cảnh của mình mà không biết. Cho nên mãi mê các vai đó, các tuồng đó, tưởng chúng là thật rồi khổ với chúng. Khổ mà vẫn cứ mê, cứ mãi miết bám víu vào các vai tuồng ấy mà quên mất cả đường về. Đó, nhà cửa, tiền bạc, địa vị, cảnh sống và các vai trò mình đang đóng cứ tưởng là thật và còn hoài. Nên khi chúng đổi thai mới cảm thấy khốn khổ vô cùng. Thế mà vẫn cứ cố bám víu níu lại các ảo ảnh hư dối ấy. Ngay cả bản thân của các con cũng giả tạm. Nếu không giả tạm tại sao nó không bền? Nếu nó thật thì nó phải còn đó hoài. Tại sao mới trăm năm là thấy cằn cỗi hư hoại rồi? Các thân ngũ quẩn của các con giỏi lắm là trăm năm thì cũng phải tan rã. Ngũ quẩn con đang mang còn không giữ được, huống gì nhà, cửa, tiền, bạc, địa vị của các con, làm sao mà giữ cho được? Nên đứa nào ngu muội cố ý tìm cách giữ chúng thì sẽ khổ với chúng thôi. Tưởng chúng là thật rồi sợ mất cái này, cái kia, cái nọ, cho nên rốt cuộc rồi mất hết. Các con phải biết rằng tất cả phải mất, không có cái gì tồn tại. Chúng phải mất theo đúng định luật, đến rồi phải đi, hội ngộ rồi thì phải chia ly, tan rồi phải họp, họp rồi phải tan. Đó là định luật vô thường của vũ trụ càn khôn đấy các con. Khi các con mang thân ngũ quẩn vật chất thì không thể thoát được định luật vô thường này đâu các con. Cho nên các con muốn cái gì nó phải còn hoài, muốn cái nhà của mình nó còn hoài của mình, muốn đồng tiền vàng bạc này mình giữ được hoài. Cha cho các con biết, nếu từ nay các con còn cứ cố giữ cái quan niệm ngu muội như thế thì các con sẽ phải khổ với chúng thôi, vì chắc chắn không thể giữ được. Có vô thì phải có ra, có tới thì phải có đi, có rồi thì phải mất. Cho nên đứa con nào còn cố giữ chúng mãi rồi sẽ bị chúng khảo, rồi khổ với chúng mà thôi, vì chúng sẽ có lúc mất chắc chắn. Vì vậy hiểu được chỗ này rồi, các con phải thanh thản tâm trí. Chúng có đến thì đến, chúng đi thì đi, không đấm chấp, không đuổi xua, không lấy đó làm khổ thì đỡ bị khảo thôi. Cha cho các con biết, mất rồi sẽ có rồi mất là sự thường. Chỉ sợ mình không có phước thôi con. Màn này các con lo bòn phước thôi, đừng có lo tiền bạc, nhà cửa, mọi thứ danh lợi hảo quyền. Những thứ này rồi sẽ không còn đâu các con ơi. Màn này sẽ hao đi bảy còn lại ba thôi, không phải riêng ở đất nước này mà rồi sẽ cùng khắp thế giới. Cha cho biết tất cả đều phải trải qua giai đoạn này mà cha coi như là thử lửa để biết vàng thao hầu khẳng định giá trị của các con. Để cho rõ đứa nào là con hiếu, đứa nào là tôi trung, để coi nó trung tới mức nào. Nó trung có tới cuộc hay không, hay nửa chừng nó bỏ. Đoạn đường này nó còn trung, chứ qua đoạn đường khác khó khăn hơn, nó lại bỏ đi. Đó, để khẳng định giá trị vàng thao, coi đứa nào là vàng thiệt, đứa nào là vàng pha thao, vàng nhiều mà thao ít, rồi đứa nào thao nhiều mà vàng ít, hay đứa nào rặt ròng thao không hả con. Nhờ đó mới khẳng định được vàng thao phân minh. Cha cho sự kiện đủ thứ biến động, cho nhồi quả, cho đảo lộn, cho cuộc thế đảo điên, rồi coi tâm các con vững tới đâu, đứa nào vững nhiều được điểm nhiều, đứa nào vững ít thì được điểm ít, hoặc nó ngã luôn thì thôi. Cha đã dự trù trước rồi, cho hao đi bảy phần. Cha cũng đã dự trù trước những cảnh đảo điên, rồi cha cũng dự trù trước phải có rớt rơi hao hớt chắc chắn rồi đó con. Cho nên đứa nào mê trần nhiều, trượt nhiều, bị đảo điên với trần mà mất hết linh tánh,
thì màng này tiêu luôn. Cha cho biết trước như vậy đó các con. Cho nên màng này phải có hổ, có hổ để mượn cái đó dạy con. Cho lên voi thì phải có xuống chó, có vinh thì phải có nhục, có sướng thì phải có khổ, có trị thì ắt có loạn. Loạn rồi thì phải có lúc trị, hưng rồi thì phải có lúc vong, hưng thịnh rồi thì phải có lúc suy bại. Nhưng suy bại rồi sẽ tới lúc hưng thịnh đó thôi. Cho nên các con hiểu được định luật vô thường hư ảo của vũ trụ này rồi thì hãy an lòng vững tâm lo tu tiếp. Màn này đứa nào thiếu tu, đứa nào mất đức tin ở trời, đứa nào không nhớ tới trời Phật trong cơn hoạn nạn của nó sẽ phải chịu khảo đảo dữ lắm. Đứa nào còn nhớ tới trời Phật, biết tu chân chánh, chắc chắn phải có cứu khổ cứu nạn. Nếu nó nhớ tới trời Phật luôn luôn thì đến việc nạn khổ của nó, trời Phật sẽ gánh bớt nạn của nó cho nó bớt khổ. Màn này mượn cái nghiệp của con, khảo đảo con là để giúp con tiến lên. Đây là bài học cho các con đó. Nếu không học bài học này, làm sao tiến hóa và sạch nghiệp được để trở về hả con? Tụi con phải học bài cho thuần thục để tiến hóa mà về. Xuống đây là để học, chứ không phải xuống đây là để hưởng thụ thú vui trần tục đâu các con. Nếu các con cứ cố chấp những quan niệm hưởng thụ này thì chắc chắn các con không sao vừa ý được trong bể khổ của trần gian. Vì không vừa ý nên các con mới cảm thấy đau khổ đấy thôi. Nếu các con ý thức được xuống đây là để học và mặc nhiên chấp nhận hết mọi cảnh khổ để tu học, để tru rèn thì chắc chắn các con vững tâm hơn. Các con phải biết cục sắt mà không bỏ vô lửa nhờ thợ rèn tru luyện thì cục sắt đó cũng vô dụng mà thôi. Cho nên muốn cục sắt đó biến thành dụng cụ hữu dụng cho trần gian thì tự nhiên phải quăng nó vô lửa, đốt cho nó cháy đỏ. Nhờ tay thợ rèn phải luyện, phải trui, phải rèn, phải đập, phải rũa, phải mài, nó mới trở thành cái dao, cái kéo, cái búa, cái kèm, nó mới trở thành dụng cụ hữu dụng cho trần gian được. Cho nên muốn cho các con trở thành hữu dụng, thành những dụng cụ tốt của cha, trở về xứng đáng hợp nhất với cha thì tự nhiên phải có lò và dụng cụ tru rèn. Bằng việc học đủ cảnh, đủ bài, nếm đủ vị chua cay, mặn đắng, học mọi trạng thái để góp nhặt mọi kinh nghiệm ở trần gian để tiến hóa, để trở về với cha. Tới khi các con nhẹ rồi, hồi tưởng lại những trung gian khổ trong chu trình tiến hóa qua nhiều kiếp sống, các con mới biết cảm ơn những bài học đau khổ quý báu ấy. Nhờ đó mà các con mới tiến. Không có chúng thì bài đâu để các con học mà tiến hóa để trở về. Linh hồn các con đâu có cơ hội để tiếp thu những kinh nghiệm phong phú, phải không các con? Cho nên hôm nay cha ban ơn các con được rước cha đến đây, hầu được hưởng hồng ân thanh điển để các con phấn khởi hơn mà lo tu tiến. Trời Phật lúc nào cũng ở bên các con, tại các con mê muội không biết nên giải đãi rồi bỏ cuộc đó thôi. Các con hãy ráng lo tu, màn này nhờ tu mà đỡ khổ đỡ nạn nhiều lắm. Nạn các con 10 phần nhờ biết niệm Phật luôn luôn phải có bớt đi tùy theo sự cố gắng của các con. Các con hãy ráng lên, đứa nào không biết tu thì thật là một sự thiệt thòi rất lớn cho nó. Con nào không tu màn này, coi chừng đó con ơi, khổ sắp tới thôi, sắp tới đây khổ lắm. Cha cho các con biết trước, đó là cơn đại khổ đó con. Nên đứa nào giải đãi mê trần và cứ buồn khổ lo chuyện trần gian, lo sự nghiệp, lo nhà cửa, cứ ở đó mà lo rầu buồn, lo sợ khổ nạn mà không lo tu thì còn khổ hơn nữa đó các con. Lo mà phải biết lo, lo mà sáng suốt, đừng có lo mê muội. Lo mê muội là sao? Là cứ lo rầu buồn, sợ cái này còn, sợ cái kia mất là lo mê muội đó các con. Các con lo theo kiểu rầu buồn khiến cho tâm tán loạn, khiến tâm tán loạn đã chẳng giải quyết được gì mà còn tạo rắc rối để cho các con khổ thêm. Cho nên lo mê muội chính là sự rầu buồn sầu bi đó các con. Các con phải biết mỗi khi lo rầu thì thần phải tán, khí phải hao, điển bị mất chắc chắn. Hãy điển thanh mà mất thì hút trượt tới, trượt kéo tới thì coi như mình rước khổ tới đó các con. Vì cái khổ là do khí trượt hoành hành. Cho nên các con màn này tỉnh được càng hay, để giữ tâm bớt tán loạn, niệm Phật luôn luôn để trụ tư tưởng, các con mới giữ được điển thanh và ngăn bớt trượt điển xâm nhập. Màn này khổ trượt hoành hành, con người dễ động loạn vì ngoại cảnh nên rất dễ bị nhiễm trượt. Thế nên các con phải ráng cố gắng rất nhiều, phải gấp rút ăn chay trường để ngăn bớt trượt điển xâm nhập và ráng cố gắng trụ được tâm ý. Có như vậy các con mới giữ được thanh điển đặng nhờ khi khổ nạn đấy các con. Đầu niên những đứa đến đảnh lễ cha chắc có dịp nghe cha nói rồi. Cha cho biết màn này khổ dữ lắm, ôm nhà thì khổ với nhà, ôm tiền thì khổ với tiền, ôm vàng thì khổ với vàng. Cha cho biết trước rồi, con nào còn liếu tiếc của cải trần gian thì phải chịu khảo đảo dữ lắm trong niên này. Đừng thèm nhớ tới chúng nữa, cuộc thế đã đảo điên, lo việc tu để cứu khổ cứu nạn đi. Cứ buồn rầu mãi chẳng những không thoát được khổ nạn mà còn đem nạn tới thêm đấy các con. Cha cho biết vậy, cho các con vài lời để ban ơn và bố điển lành đó.
Cha giả ơn cho các con. Cha cho biết trễ đò con phải đọa xa từ đây đôi ngã con cha đoạn lìa. Mấy ức niên mất tánh linh kia, thôi ngàn thu vĩnh biệt cha đành mất con. Các con ơi, trễ bận này là 7 ức niên nữa mới có cơ hội tiến hóa, rồi mất hết linh tánh. Mà mất hết linh tánh là coi như vĩnh biệt luôn rồi con. Thương cha thương mẹ thì hãy lo mà về, cha mỏi mòn trông chờ các con. Trước khi các con lên đường, cha có vài lời nhắn nhủ với các con trong cơ cấp bách này. Các con ơi, trần gian đang trải qua cơn đại khổ do khổ trược sát phạt nhân loại, nên trược khí ngất trời đang bủa vây các con. Cõi hồng trần đang tràn ngập trong bóng đêm hỗn loạn theo đúng thời kỳ đen tối của định luật vận hành vũ trụ. Đây là vận hội mà khổ trược đang có ưu thế tung hoành và thao túng trần đời. Theo định luật tiến hóa vận hành thì hết giai đoạn hưng thịnh sẽ đến thời kỳ suy vong, hết thời kỳ đen tối thì ắt phải đến lúc sáng sủa chứ con. Hiện nay chưa có phải là thời kỳ ưu việt của khối thanh hành động nên cha không thể ban rải nhiều ánh sáng cho trần gian, để cho bóng đêm có cơ hội tràn lan. Do đó mà các con phải tự lo thắp đèn tâm cho sáng và lo tu gấp rút để tự rọi đường cho chính mình trong bóng đêm dày đặc, để phải vượt qua cho kỳ được mọi thử thách của cám dỗ và của đam mê, và phải vượt qua mọi thách thức của chướng ngại hầm hố gai trong kinh khiếp do khối trược đã và đang gieo rắc khắp mọi nơi. Lo làm cho mình sáng rồi còn phải lo cho người sáng, độ ta rồi phải độ tha nữa đó con. Đây là lúc mà mỗi con phải ý thức vai trò làm chiến sĩ cho Thượng Đế để cứu khổ chúng sinh. Các con đều là những sĩ tử đang mang ý nguyện tu học để thoát vòng tứ khổ. Thì hỡi các con, đang khi các cảnh khổ đang hoành hành mãnh liệt, kẻ tự nhận mình là người tu phải quyết chí mở rộng lòng từ bi hỷ xả, dẹp mọi vĩ kỷ, phát tâm cứu độ chúng sinh trong cơn điêu linh thống khổ, để gieo nhân lành, lập công bồi đức, vừa trả bớt nợ nần, vừa giải bớt gai gốc nghiệp chướng trên đường hồi quy của mình, đồng thời vun bồi thêm đức độ để làm hành trang tiến bước. Dân rồi đây sẽ phải chết nhiều vì ảnh hưởng nghiệp sát, rồi những cảnh đói không cơm ăn, đau không thuốc uống, cảnh binh đao chết chóc hỗn loạn đảo điên sẽ diễn bài để khảo trần gian trong cơn cộng nghiệp. Trong cảnh khổ nàn khắc nghiệt này, các con phải làm gì để rảo bước theo kịp cơ tiến hóa sang giai đoạn hoàng kim để tham dự được đại hội long hoa rực rỡ, để khỏi bị thoái hóa rơi sức lại thời kỳ âm u đen tối kéo dài đến 7 ức niên sau hả con? Này các con, hãy nghe cho rõ và nhớ cho thật kỹ, đây là cẩm nang cấp cứu cha ân cần ban cho các con và tha thiết yêu cầu các con phải thực thi bằng mọi giá để vượt qua chu kỳ được cơn khảo đảo thử thách khốc liệt sắp đến. Thứ nhất, phải cấp bách ăn trường chay để giải bớt nghiệp sát vì cơ chết chóc sẽ rất lớn đấy các con. Các con ơi, đừng sát sinh hại vật thêm nữa, mà hãy lo lập hạnh phóng sanh và ăn trường chay để tạo phước đức hầu được sanh tồn. Vả chăng màn này trược khí dễ đầy, các con đều vốn dĩ bị nhiễm trược vì những loạn cảnh bên ngoài, thì phải lo tống bớt trược đi chứ đừng rước thêm bằng cách đem trược điển của thú vật vào trong thể xác nữa. Cha cho các con rõ màn này độc khí trong cá thịt, trong các thức ăn động vật rất nhiều. Nếu các con đem chúng vào cơ thể, rồi thì sẽ có lúc các con bị khảo đảo rất dữ vì trược khí, vì độc khí, vì nghiệp sát đấy các con. Vậy các con nào chưa ăn chay trường thì phải gấp rút loan chay, các con nào ăn rồi thì phải ráng giữ hạnh trường chay nghe con. Cha cũng hiểu có những đứa chưa quen cách ăn thanh đạm nên thấy khó ăn, nhưng các con ơi, đây không phải là lúc mà các con bảo thủ tính đam mê thịt chúng sinh hạ đẳng thú cầm, và cũng không phải lúc cố chấp quan niệm ngon dở nữa rồi, vì cảnh đại khổ đang và sẽ diễn bài ngày càng khẩn cấp mãnh liệt hơn. Nên lúc này không phải là lúc để ăn cho khoái khẩu, mà các con chỉ cần lo ăn giản dị để tạm sống cho qua ngày đoạn tháng thế thôi. Hãy tập cho cơ thể quen với những nhu cầu đạm bạc đơn giản để đỡ bị khảo đảo. Nên việc yêu cầu các con giảm bớt nhu cầu trong cơn đói khổ đó cũng là một cách trực tiếp làm cho mình đỡ khổ đó các con. Thứ hai là phải nhớ trụ, tức là trụ tâm, trụ ý hay là trụ tư tưởng của các con cũng vậy. Thường thì tư tưởng của các con rất dễ bị phân tán vì những động loạn ngoại cảnh. Bên ngoài hỗn loạn đảo điên khiến cho các con rất dễ bị xao xuyến, hoang mang, rầu buồn, lo âu, phiền não. Cho nên cha khuyên các con cách trụ tư tưởng lại có hiệu quả, có lợi ích và thiết thực nhất, hầu cho nội tâm đỡ tán loạn, đó là phương pháp niệm danh hiệu cha, tức Nam Mô Ngọc
Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nếu chưa quen niệm danh cha thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Các con phải nhớ suốt ngày đêm trì niệm trong tâm, tưởng trên đầu để tư tưởng nhờ trụ vào câu niệm mà đỡ tán loạn vì những động cảnh bên ngoài. Màn này con nào ổn định được nội tâm, trụ được tư tưởng thì sẽ giữ được thanh điển. Nhờ giữ được thanh điển mà nó đỡ bị nhiễm trược, do đó mà tự hóa giải bớt nhiều khổ nạn do khổ trược kéo đến khảo đảo nó. Thứ ba, ngoài ra con nào biết thiền định thì phải siêng hành thiền nhiều hơn nữa. Có giờ rảnh nhớ hành pháp luân thường chuyển càng nhiều càng tốt trong ngày để hóa giải bớt trược điển ô nhiễm. Màn này trược khí rất dày nên các con hành thiền gặp khó khăn hơn. Vậy không nên giữ cái đà như trước mà phải cố gắng công phu bội phần mới giữ được thanh điển và giải bớt trược cho bản thể các con. Cha vừa khuyên các con những điều cần thiết và cấp bách để cấp cứu các con trong cơn khổ nạn này. Nêu những pháp tu trên để các con thực hành không ngoài mục đích giúp các con hóa giải bớt trược, ăn chay trường để bớt trược, trì mật niệm để trụ điển thanh, nhờ đó mà các con đỡ nhiễm trược, và siêng hành thiền để các con trụ tâm, nhờ đó mới đỡ bị khối trược chi phối đó thôi. Các con có đỡ trược thì mới đỡ khổ đau, vì đứa nào càng nhiễm trược từ bên trong hay bên ngoài, nhiễm nhiều chừng nào thì càng khổ nhiều chừng ấy. Trần gian sở dĩ đang điêu linh thống khổ vì quá nhiều trược khí do những sai quấy của con người tạo ra, và khối trược ngất trời này đang hoành hành để dội ngược, để sát phạt lại theo đúng nghiệp lực của nhân loại. Cho nên giữ cho mình ít trược tức giữ cho mình ít khổ hơn đó thôi. Nếu các con thực hành rốt ráo những gì cha khuyên bảo trên đây, ít nhất là điều 1 và điều 2, thì ắt chúng con mới hy vọng vượt qua được cơn thử thách khảo đảo lớn này. À, còn điều này nữa, cha muốn lưu ý các con về cách phục sức của người tu. Người tu có gì mặc nấy, không nhất thiết phải cạo đầu. Chẳng phải mặc áo già hoặc trang phục theo kiểu tu sĩ hay ăn mặc xấu xí khổ hạnh mới là tu đâu các con. Mà mặc bộ áo nào tu cũng được. Không nên câu nệ chấp nê vào hình tướng, vào y phục bên ngoài. Người tu mặc gì cũng được, áo đạo cũng như áo đời. Vì bộ áo và sắc tướng bên ngoài chỉ là phương tiện cho con người mượn nó để sống thích nghi với cõi hồng trần, hầu học hỏi tiến hóa đấy thôi. Tiện áo đạo thì mặc áo đạo, tiện áo đời thì mặc áo đời. Cha cho các con rõ, khi cần mặc áo xấu thì mặc áo xấu, lúc phải mặc áo đẹp thì cứ mặc áo đẹp. Khư khư ôm áo xấu mà chấp nê áo đẹp, hoặc cứ khư khư ôm áo đạo mà chấp nê áo đời, ấy cũng là mê chấp hình tướng đó thôi. Mặc y phục trần gian cho đẹp mắt cũng không phải là sái chân lý. Vì trong chân lý có chân, có thiện, có mỹ, nên ăn mặc thanh lịch, trang nhã, hợp thẩm mỹ cũng nằm trong chân lý đó thôi. Có điều phải nhớ, lo đẹp bên ngoài nhưng đừng quên chăm sóc cái đẹp bên trong. Nếu chỉ lo ăn diện chăm sóc, trao sữa sắc tướng bên ngoài mà thờ ơ phế bỏ việc chăm sóc tâm linh bên trong cho sáng đẹp, cho thanh nhã, thì con người sẽ không đi đến chỗ văn minh thật sự và không thể tiến hóa lên cao được. Vì con người nếu chỉ mãi mê lo phần vật chất hữu vi nặng nề giả tạm mà quên lo chăm sóc chân ngã của nó, thì linh hồn sẽ cứ chìm đắm bị trì trệ trong các cõi nặng trược mà không thể tiến lên cõi siêu nhẹ được đâu các con. Do đó mới có việc chú gọi các con nào đang dần hết thì giờ trong việc trau dồi vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Không nên quá thiết tha với vật chất, không nên quá xe xua, ăn diện, trau chuốt bề ngoài, mà nên dành bớt một phần nào thời giờ để lo chăm sóc trau sửa phần hồn bên trong của mình nữa, thì vẻ đẹp trong ngoài ấy mới có giá trị thật sự các con. Khi các con thực sự giác ngộ rồi thì ắt sẽ hiểu rằng phải lo cái đẹp bên trong trước. Bên trong đẹp rồi thì tự nhiên thể hiện ra sắc tướng bên ngoài. Trong ngoài phải cùng đẹp, vô vi và hữu vi phải cùng đẹp một lượt. Đấy mới là sự biểu hiện chân lý trọn vẹn vậy. Các con có hiểu rõ điều ấy hay không? Thôi, cha ban ơn cho tất cả các con. Hãy nhớ ghi lòng và thực hiện cho kỳ được những gì cha đã ân cần tha thiết nhắn nhủ nghe con. Cha giả từ tất cả các con. Này các con, lúc này lẽ ra cha chưa xuất hiện, nhưng khi thấy cần, cha mượn bộ áo trần gian để đến với các con. Các con nên biết áo đạo nhưng tâm không biết đạo thì thật không ích gì.
Mặc bộ áo đạo thì phải hành động cho đúng. Các con tu áo nhiều rồi, nhưng tu tâm chưa được mấy đứa. Cho nên lần này cha sẽ mượn bộ áo trần gian để hóa độ các con. Cha sẽ sống như một người trần gian để dẫn dắt các con. Cha sẽ trần mà thoát trần để giải các con phá mê, phá chấp, trực tiến vào nội tâm, hầu lo trao rồi sửa chữa cho nó luôn sáng đẹp. Các con phần đông tu kiểu hình thức, tu bề ngoài không mà thôi. Các con chỉ lo dọn bàn thờ bên ngoài cho thật trang nghiêm mà quên lo chăm sóc cái bàn thờ bên trong các con. Đã bao lâu rồi các con để nó hương tàn khói lạnh. Các con ơi, uy nghi bên ngoài nhưng phải lo dọn bàn thờ bên trong. Bàn thờ bên ngoài không xứng bằng bàn thờ bên trong đâu các con. Trong mỗi các con đều có ngọn đèn lưu hương, phải lo cho đèn nến bên trong sáng choang luôn, thì các con mới mong tiến hóa tới chỗ giải thoát, mới mong có ngày phản bổn nguồn nguyên. Màn này không tu là đại khổ, đại nạn đó các con. Cha cho các con biết đại khái như vậy. Đứa nào biết lo tu thì đỡ khổ, mà đứa nào mê đời chắc chắn sẽ bị khảo đạo ghê gớm. Màn này tiêu bậy con ơi, ráng mà lo tu. Hành đạo chân chánh, lo tu niệm, đừng có nghĩ trần nhiều, đảo điên với cuộc thế, rồi các con sẽ phải bị khảo đạo dữ lắm. Màn này đứa nào có tâm vọng ngoại thì phải khổ, vì ngoại cảnh đảo điên, tâm vọng đảo điên thì phải chịu điên đạo. Màn này quay vô trong, đi tìm nguồn an lạc của nội tâm, tìm cái sáng của phần hồn, lo cho phần hồn, xót thương cho trong này, quay lại bên trong này, lo hương đăng cho trong này đi. Cha ngựa trong này chứ không có bên ngoài đâu. Cha ngựa khắp mọi nơi, nhưng sở dĩ cha nói không có bên ngoài là vì các con không biết ở trong này thì chưa có thể biết được bên ngoài. Các con hiểu chưa? Lo cho trong này, dọn cho sạch bàn thờ, uy nghi sáng luôn luôn trong này, thì cha ngựa trong này luôn luôn đó con. Ráng lo tu, trao dồi hạnh kiểm, mượn cái khổ để tiến hóa. Màn này cha cho nhồi quả để cho các con thức giác, để biết trần gian là giả tạm, là bể khổ, nên không thể hy vọng có hạnh phúc thật sự vĩnh cửu xứ trần này đâu. Mượn cảnh khổ để dạy cho các con đó thôi. Nếu các con giác ngộ được sự thật này, thì khi các con bị nhồi bị khảo, các con sẽ bình tĩnh hơn, có nhiều can đảm hơn để chịu đựng. Vì các con phải hiểu rằng nghiệp khảo đảo cũng do tội của mình đã vay tạo, nợ nần của mình phải trả cho sòng phẳng vậy thôi. Ráng tu, màn này là màn nhồi quả để chuyển sang giai đoạn khác. Nên các con hãy vững tin rằng các con không hề trả quá số nợ mình đã vay từ nhiều kiếp. Vậy các con hãy an lòng ráng lo tu. Trời lúc nào cũng ở đây, ở bên các con. Nếu các con biết tin trời, tin có trời là trời ở với các con, luôn luôn sẵn sàng cứu khổ cứu nạn. Nếu nó chịu biết có trời và lo tu, vừa chấp nhận trả quả tiền kiên, đồng thời vừa trao dồi phước đức hạnh kiểm. Màn này đứa nào không chân chánh bị mê trần nghiệp quá nặng và không đủ phước đức sẽ phải chịu khảo đảo rồi có khi tiêu luôn. Tiêu bảy nghe con, ráng lên. Này các con, cha xuống thế để làm gì? Để cứu khổ cho chúng sinh, để giúp cho chúng con quy hiệp trở về. Tất cả những phương tiện cứu khổ của cha đều cho xuống thế để làm việc để độ trần. Mà các con có biết những phương tiện cứu thế độ trần là gì không? Đó là các tông phái, chi phái, các hình thức tôn giáo trên toàn cầu đấy các con. Tất cả đều từ một gốc mà ra. Mượn phương tiện độ trần, màu sắc tông chi phái khác nhau là để cho các con nương theo đó mà tu. Đứa nào hợp với màu sắc nào thì nương theo đó mà tiến tu để trở về. Cha cho nhiều phương tiện, nhiều điều kiện để các con nương dựa mà về. Không tôn giáo nào là chân lý cả, mà tôn giáo nào cũng chỉ là phương tiện của chân lý mà thôi. Nếu các con chấp các phương tiện, coi các tôn giáo là chân lý thì chính các con sai lầm đấy. Thằng đạo Phật nói đạo Phật là chân lý, thằng đạo Khổng nói đạo Khổng là chân lý, thằng đạo Lão nói đạo Lão là chân lý, thằng đạo Thiên Chúa nói Thiên Chúa là chân lý, thằng đạo Cao Đài nói Cao Đài là chân lý, và đạo Cao Đài do Ngọc Hoàng Thượng Đế lập ra, cái đó mới đúng là chân lý. Đã từ lâu, các mối đạo và người đời đã quan niệm lầm lẫn như thế đấy các con. Cha nói cho các con rõ, tất cả mọi quan niệm cố chấp lầm lẫn như thế đều sai hết các con. Bởi tất cả đều không phải là chân lý, mà các tôn giáo, các chi phái chỉ là phương tiện để độ nhân, là màu sắc của chân lý, là chiếc thuyền để các con mượn đó mà về đấy thôi. Các con vì chấp ngã, vì ganh tị, vì tranh đua, đạo này, đạo nọ, đạo kia, đạo người, đạo ta, đạo này cao, đạo kia thấp, cho nên rốt cuộc rồi chia rẽ, rồi ghét bỏ, rồi hận thù, rồi giết chóc, rồi tranh đoạt đủ thứ hơn thiệt, rồi làm sao mà về hả con?
các con cứ cố chấp cái quan niệm ngu muội như thế rồi làm sao mà về. Cho nên cha xuất hiện để lo cái gì? Lo sự hòa hợp để quy về một mối, tức quy nguyên về một gốc mà thôi. Cũng của cha cho xuống thế, Nho, Thích, Lão hay các chi phái rồi cũng phải quy về một mà thôi. Các con đừng tranh hơn thiệt, đừng nghĩ thấp cao. Chấp như vậy thì có chỗ tâm không hòa, mà không hòa thì phải loạn động. Không hòa thì tâm tán loạn, mà tán loạn là rước trượt tới. Cái tâm thanh tịnh thì rước cái thanh cái nhẹ, mà thanh nhẹ thì mới được về chứ các con. Các con tán loạn lo ganh đua, đem cái ta vĩ đại án trước mắt. Thằng nào cũng chấp cho mình là giỏi là hay, lo tranh hơn thiệt thế nọ thế kia, rồi chia rẽ rồi bất hòa. Vậy mới sinh ra đủ mọi chuyện khổ đấy các con. Thế gian hiện tại bị nhồi quả đau khổ, đủ thứ loạn cảnh là vì đâu? Là vì tâm con người bất hòa loạn động đấy các con. Do vậy mới sinh mọi việc khốn khổ ở trong trần gian. Các con muốn bên ngoài yên mà tâm trong này động thì làm sao yên được các con? Cảnh ở ngoài yên thì tâm các con yên. Các con phải yên trước mới tạo cảnh yên sau. Các con không yên, không hòa, không đồng, bảo sao đừng có chiến tranh giết chóc loạn lạc ở con. Khi tâm các con tán loạn, nghĩa là nội tâm muốn hơn thiệt, thấp cao, tranh chấp, thì bảo sao đừng có cảnh hơn thiệt, loạn động, chiến tranh bên ngoài xảy ra. Tâm các con còn dẫy đầy ích kỷ, nhỏ nhen, tham vọng, rồi bảo sao ngoài này đừng có khổ. Vì có tham vọng ích kỷ nhỏ nhen từ trong này mới thoát ra tạo cảnh ở bên ngoài. Tất cả hoàn toàn do nghiệp lực của chính chúng sinh tạo ra thôi con. Cha cho các con biết, khối trược đang hoành hành cho nên các con khổ, cho nên trần gian khổ. Nhưng các con có biết khối trược do đâu mà có hay không? Đó là do hình tư tưởng của các con đó thôi. Nghĩ một điều xấu xa, nghĩ một sự kiện không lành, những tư tưởng này thoát ra rồi tổng hợp lại thành khối trược. Mà càng nhiều tư tưởng xấu thì khối trược càng lớn, mà càng lớn thì nó càng hoành hành dữ. Mà càng hoành hành dữ thì đương nhiên các con phải khổ đó thôi. Tất cả đều do nghiệp quả của chúng sinh phóng xuất ra, rồi dội ngược lại. Cho nên màn này khối trược hoành hành là do nghiệp quả của chúng sinh thôi con. Rồi đứa nào nợ nần bao nhiêu, màn này cha cho các con có dịp trả. Nghiệp quả đã vai bao nhiêu thì trả lúc này để nhẹ bớt, để bước sang một giai đoạn khác có phước hơn. Màn này là màn tẩy rửa đó con, nên đứa nào dơ nhiều thì tự nhiên bị khảo đảo vậy thôi. Các con đừng có hoang mang phân bì rằng, tại sao tôi cũng tu thật mà tôi bị khảo dữ, còn thằng không tu lại thấy nó nhẫn nhơ ăn trên ngồi trước. Chưa chắc đâu con, cái thằng thức giác biết lo tu niệm thì nhờ chuyện chánh tu chánh niệm này mà nó bớt nghiệp ác. Tâm nó thay vì nghĩ những điều không lành, nó nhớ niệm Phật luôn, thì ngay giờ phút đó nó bớt vai thêm chút nữa. Bớt vai thì khỏi sẽ phải trả, nhưng rồi cái gì nó đã vai từ nhiều kiếp thì nó phải trả chứ con. Con hiểu vậy chưa? Cho nên các con tu mà còn nghiệp tiền kiên thì cũng phải khổ, vì phải chịu thanh toán nợ nần quá khứ. Vì vậy có sự việc thấy rằng thằng chí tâm tu mà lại bị khảo đảo điêu đứng. Nhưng nó còn nghiệp thì đương nhiên nó phải bị khảo vậy thôi. Nó còn nợ bao nhiêu thì trời phải chuyển cho nó trả quả, tẩy rửa cho nó sạch sẽ mà về. Không thằng nào trở về mà dơ được đâu con. Trở về phải sạch, phải sáng, phải nhẹ, tánh trần gian phải dứt. Còn bận trần dù một chút xíu thì cũng vẫn bị tẩy rửa mà thôi. Phải cho nó trả quả để nó nhẹ cái gánh của nó. Nợ của nó phải để cho nó trả, để nó nhẹ nó mới về được chứ con. Cho nên tu là gì? Là vun bồi, là sửa. Vun bồi cái tốt và sửa cái xấu. Khi tụi con sửa cái xấu, vun bồi cái tốt thì tụi con được hưởng phước, đỡ phải chịu khổ, vì đỡ phải trả nợ nần. Không vay thì khỏi trả, nhưng ngược lại, những nợ nần mình đã gieo từ nhiều kiếp trước thì phải chấp nhận trả hết chứ con. Cho nên những người tu thấy khổ rồi hoang mang bỏ tu, điều đó sai con. Tại các con chưa hiểu đó thôi. Cho nên màn này bị chính cái nghiệp của các con khảo rồi nhiều đứa tu cũng rớt. Nhiều đứa tu không vững tinh thần bị cảnh khổ khảo mà rớt màn này. Cha thương các con đó dữ lắm. Vì nó chưa hiểu nên chưa vững, rồi rớt lên rớt xuống. Mà thằng đó rớt là cha khổ với thằng đó, đứa nào rớt là cha khổ với nó. Vì linh quang của cha phóng ra để xuống thế. Xuống thế để làm gì? Không phải xuống trần chỉ để hưởng thụ đâu các con. Xuống trần là để học hỏi, để hiểu, để thâu góp kinh nghiệm đạo đức cao cả rồi trở về. Không phải xuống để mà hưởng trần đâu các con. Hưởng trần ở mãi đây rồi biết chừng nào mới về hả con? Thế nên cha cho các con xuống đây là để học hỏi, để tiến hóa rồi trở về. Vì đời là bể khổ luôn luôn, xuống đây là phải khổ. Và phải khổ mới có dịp để học hỏi tiến hóa. Cho nên các con đừng mong xuống đây để sướng. Đời là bể khổ trầm luân, ngục lặng trong này thì ắt phải khổ chắc chắn.
cái mà các con tưởng vinh rồi phải có lúc nhục. Cái vinh là mầm mống cho cái nhục đó thôi. Cho nên màn này cha cho thấy rất rõ, vinh bao nhiêu thì nhục bấy nhiêu. Ngày nào làm ông thì bây giờ làm thằng để nếm vị khổ đó các con. Vậy có phải cái vinh ngày xưa là mầm mống của cái nhục bây giờ hay không? Trước kia càng sung sướng thì bây giờ càng đau khổ. Cha cho thấy rất rõ, thằng tỷ phú thì phủi tay không, thằng giàu bây giờ xuống làm thằng nghèo, để cho các con thấy cảnh đời điên đảo giả tạm vậy con. Không có gì trường tồn, không có gì bền bỉ vĩnh cửu ở trần gian này. Còn đó rồi mất đó, có đó rồi không đó con ơi. Cha cho các con biết có rồi không, còn rồi mất, đó là định luật bất di bất dịch của càn khôn vũ trụ này thôi. Các con cứ tưởng lầm rằng giả là chân cho nên các con khổ. Tưởng cảnh trần này là vĩnh cửu, xuống đây để củng cố địa vị, tiền bạc, nhà cửa, móc nối đủ thứ nghiệp quanh mình, rồi tưởng cảnh ấy là thật, cho nên các con ôm nó rồi khổ với nó, rồi quên cả đường về con ơi. Các con ở trên kia chứ đâu phải ở dưới này, xuống đây để mượn cảnh trần học hỏi rồi trở về. Xuống đây diễn tuồng, đóng vai làm vợ, làm chồng, làm anh, làm em, làm cha, làm mẹ, làm con cái của nhau để học hỏi đó thôi, học để tiến bộ rồi trở về. Cho nên đứa làm vợ thì học cái tình huống của mình, thằng làm con thì học cái hoàn cảnh của mình mà không biết. Cho nên mãi mê các vai đó, các tuồng đó, tưởng chúng là thật rồi khổ với chúng. Khổ mà vẫn cứ mê, cứ mãi miết bám víu vào các vai tuồng ấy mà quên mất cả đường về. Đó, nhà cửa, tiền bạc, địa vị, cảnh sống và các vai trò mình đang đóng cứ tưởng là thật và còn hoài. Nên khi chúng đổi thai mới cảm thấy khốn khổ vô cùng. Thế mà vẫn cứ cố bám víu níu lại các ảo ảnh hư dối ấy. Ngay cả bản thân của các con cũng giả tạm. Nếu không giả tạm tại sao nó không bền? Nếu nó thật thì nó phải còn đó hoài. Tại sao mới 100 năm là phải cằn cỗi hư hoại rồi? Các thân ngũ quẩn của các con giỏi lắm là 100 năm thì cũng phải tan rã. Ngũ quẩn con đang mang còn không giữ được, huống gì nhà, cửa, tiền, bạc, địa vị của các con, làm sao mà giữ cho được? Nên đứa nào ngu muội cố ý tìm cách giữ chúng thì sẽ khổ với chúng thôi. Tưởng chúng là thật rồi sợ mất cái này, cái kia, cái nọ, cho nên rốt cuộc rồi mất hết. Các con phải biết rằng tất cả phải mất, không có cái gì tồn tại. Chúng phải mất theo đúng định luật, đến rồi phải đi, hội ngộ rồi thì phải chia ly, tan rồi phải họp, họp rồi phải tan. Đó là định luật vô thường của vũ trụ càn khôn đấy các con. Khi các con mang thân ngũ quẩn vật chất thì không thể thoát được định luật vô thường này đâu các con. Cho nên các con muốn cái gì nó phải còn hoài, muốn cái nhà của mình nó còn hoài của mình, muốn đồng tiền vàng bạc này mình giữ được hoài. Cha cho các con biết, nếu từ nay các con còn cứ cố giữ cái quan niệm ngu muội như thế thì các con sẽ phải khổ với chúng thôi, vì chắc chắn không thể giữ được. Có vô thì phải có ra, có tới thì phải có đi, có rồi thì phải mất. Cho nên đứa con nào còn cố giữ chúng mãi rồi sẽ bị chúng khảo, rồi khổ với chúng mà thôi, vì chúng sẽ có lúc mất chắc chắn. Vì vậy hiểu được chỗ này rồi, các con phải thanh thản tâm trí. Chúng có đến thì đến, chúng đi thì đi, không đấm chấp, không đuổi xua, không lấy đó làm khổ thì đỡ bị khảo thôi. Cha cho các con biết mất rồi sẽ có rồi mất là sự thường. Chỉ sợ mình không có phước thôi con. Màn này các con lo bọn phước thôi, đừng có lo tiền bạc, nhà cửa, mọi thứ danh lợi hảo quyền. Những thứ này rồi sẽ không còn đâu các con ơi. Màn này sẽ hao đi 7 còn lại 3 thôi. Không phải riêng ở đất nước này mà rồi sẽ cùng khắp thế giới. Cha cho biết tất cả đều phải trải qua giai đoạn này mà cha coi như là thử lửa để biết vàng thao hầu khẳng định giá trị của các con. Để cho rõ đứa nào là con hiếu, đứa nào là tôi trung, để coi nó trung tới mức nào. Nó trung có tới cuộc hay không, hay nửa chừng nó bỏ. Đoạn đường này nó còn trung, chứ qua đoạn đường khác khó khăn hơn, nó lại bỏ đi. Đó, để khẳng định giá trị vàng thao, coi đứa nào là vàng thiệt, đứa nào là vàng pha thao, vàng nhiều mà thao ít, rồi đứa nào thao nhiều mà vàng ít, hay đứa nào rặt ròng thao không hả con? Nhờ đó mới khẳng định được vàng thao phân minh. Cha cho sự kiện đủ thứ biến động, cho nhồi quả, cho đảo lộn, cho cuộc thế đảo điên, rồi coi tâm các con vững tới đâu, đứa nào vững nhiều được điểm nhiều, đứa nào vững ít thì được điểm ít, hoặc nó ngã luôn thì thôi. Cha đã dự trù trước rồi, cho hao đi 7 phần. Cha cũng đã dự trù trước những cảnh đảo điên, rồi cha cũng dự trù trước phải có rớt rơi hao hớt chắc chắn rồi đó con. Cho nên đứa nào mê trần nhiều, trượt nhiều, bị đảo điên với trần mà mất hết linh tánh thì màn này tiêu luôn. Cha cho biết trước như vậy đó các con. Cho nên màn này phải có khổ,
có hổ để mượn cái đó dạy con. Cho nên voi thì phải có xuống chó, có vinh thì phải có nhục, có sướng thì phải có khổ, có trị thì ắt có loạn. Loạn rồi thì phải có lúc trị, hưng rồi thì phải có lúc vong, hưng thịnh rồi thì phải có lúc suy bại. Nhưng suy bại rồi sẽ tới lúc hưng thịnh đó thôi. Cho nên các con hiểu được định luật vô thường hư ảo của vũ trụ này rồi, thì hãy an lòng vững tâm lo tu tiếp. Màn này đứa nào thiếu tu, đứa nào mất đức tin ở trời, đứa nào không nhớ tới trời Phật trong cơn hoạn nạn của nó, nó sẽ phải chịu khảo đảo dữ lắm. Đứa nào còn nhớ tới trời Phật, biết tu chân chánh, chắc chắn phải có cứu khổ cứu nạn. Nếu nó nhớ tới trời Phật luôn luôn, thì đến việc nạn khổ của nó, trời Phật sẽ gánh bớt nạn của nó cho nó bớt khổ. Màn này mượn cái nghiệp của con, khảo đảo con là để giúp con tiến lên. Đây là bài học cho các con đó. Nếu không học bài học này, làm sao tiến hóa và sạch nghiệp được để trở về ở con? Tụi con phải học bài chứ thuần thục để tiến hóa mà về. Xuống đây là để học, chứ không phải xuống đây là để hưởng thụ thú vui trần tục đâu các con. Nếu các con cứ cố chấp những quan niệm hưởng thụ này, thì chắc chắn các con không sao vừa ý được trong bể khổ của trần gian. Vì không vừa ý nên các con mới cảm thấy đau khổ đấy thôi. Nếu các con ý thức được xuống đây là để học và mặc nhiên chấp nhận hết mọi cảnh khổ để tu học, để tru rèn, thì chắc chắn các con vững tâm hơn. Các con phải biết cục sắt mà không bỏ vô lửa nhờ thợ rèn tru luyện thì cục sắt đó cũng vô dụng mà thôi. Cho nên muốn cục sắt đó biến thành dụng cụ hữu dụng cho trần gian thì tự nhiên phải quăng nó vô lửa, đốt cho nó cháy đỏ. Nhờ tay thợ rèn phải luyện, phải trui, phải rèn, phải đập, phải rũa, phải mài, nó mới trở thành cái dao, cái kéo, cái búa, cái kèm, nó mới trở thành dụng cụ hữu dụng cho trần gian được. Cho nên muốn cho các con trở thành hữu dụng, thành những dụng cụ tốt của cha, trở về xứng đáng hợp nhất với cha, thì tự nhiên phải có lò và dụng cụ tru rèn. Bằng việc học đủ cảnh, đủ bài, nếm đủ vị chua cay, mặn đắng, học mọi trạng thái để góp nhặt mọi kinh nghiệm ở trần gian để tiến hóa, để trở về với cha. Tới khi các con nhẹ rồi, hồi tưởng lại những trung gian khổ trong chu trình tiến hóa qua nhiều kiếp sống, các con mới biết cảm ơn những bài học đau khổ quý báu ấy. Nhờ đó mà các con mới tiến. Không có chúng thì bài đâu để các con học mà tiến hóa để trở về? Linh hồn các con đâu có cơ hội để tiếp thu những kinh nghiệm phong phú, phải không các con? Cho nên hôm nay cha ban ơn các con được rước cha đến đây, hầu được hưởng hồng ân thanh điển để các con phấn khởi hơn mà lo tu tiến. Trời Phật lúc nào cũng ở bên các con, tại các con mê muội không biết nên giải đãi rồi bỏ cuộc đó thôi. Các con hãy ráng lo tu, màn này nhờ tu mà đỡ khổ đỡ nạn nhiều lắm. Nạn các con 10 phần nhờ biết niệm Phật luôn luôn, phải có bớt đi tùy theo sự cố gắng của các con. Các con hãy ráng lên, đứa nào không biết tu thì thật là một sự thiệt thòi rất lớn cho nó. Con nào không tu màn này, quay chừng đó con ơi, khổ sắp tới thôi, sắp tới đây khổ lắm. Cha cho các con biết trước, đó là cơn đại khổ đó con. Nên đứa nào giải đãi mê trần và cứ buồn khổ lo chuyện trần gian, lo sự nghiệp, lo nhà cửa, cứ đó mà lo rầu buồn, lo sợ khổ nạn mà không lo tu thì còn khổ hơn nữa đó các con. Lo mà phải biết lo mà sáng suốt, đừng có lo mê muội. Lo mê muội là sao? Là cứ lo rầu buồn, sợ cái này còn, sợ cái kia mất là lo mê muội đó các con. Các con lo theo kiểu rầu buồn khiến cho tâm tán loạn, khiến tâm tán loạn đã chẳng giải quyết được gì mà còn tạo rắc rối để cho các con khổ thêm. Cho nên lo mê muội chính là sự rầu buồn sầu bi đó các con. Các con phải biết mỗi khi lo rầu thì thần phải tán, khí phải hao, điển bị mất chắc chắn. Hãy điển thanh mà mất thì hút trượt tới. Trượt kéo tới thì coi như mình rước khổ tới đó các con. Vì cái khổ là do khí trượt hoành hành. Cho nên các con màn này tịnh được càng hay để giữ tâm bớt tán loạn. Niệm Phật luôn luôn để trụ tư tưởng, các con mới giữ được điển thanh và ngăn bớt trượt điển xâm nhập. Màn này khố trượt hoành hành, con người dễ động loạn vì ngoại cảnh, nên rất dễ bị nhiễm trượt. Thế nên các con phải ráng cố gắng rất nhiều, phải gấp rút ăn chay trường để ngăn bớt trượt điển xâm nhập và ráng cố gắng trụ được tâm ý. Có như vậy các con mới giữ được thanh điển đặng nhờ khi khổ nạn đấy các con. Đầu niên những đứa đến đảnh lễ cha chắc có dịp nghe cha nói rồi. Cha cho biết màn này khổ dữ lắm, ôm nhà thì khổ với nhà, ôm tiền thì khổ với tiền, ôm vàng thì khổ với vàng. Cha cho biết trước rồi, con nào còn liếu tiếc của cải trần gian thì phải chịu khảo đảo dữ lắm trong niên này. Đừng thèm nhớ tới chúng nữa, cuộc thế đã đảo điên, lo việc tu để cứu khổ cứu nạn đi. Cứ buồn rầu mãi chẳng những không thoát được khổ nạn mà còn đem nạn tới thêm đấy các con. Cha cho biết vậy, cho các con vài lời để ban ơn và bố điển lành đó. Cha giả ơn cho các con.
Cha cho biết trễ đò con phải đọa xa từ đây đôi ngã con cha đoạn lìa. Mấy ức niên mất tánh linh kia, thôi ngàn thu vĩnh biệt cha đành mất con. Các con ơi, trễ bận này là 7 ức niên nữa mới có cơ hội tiến hóa, rồi mất hết linh tánh. Mà mất hết linh tánh là coi như vĩnh biệt luôn rồi con. Thương cha thương mẹ thì hãy lo mà về, cha mỏi mòn trông chờ các con. Trước khi các con lên đường, cha có vài lời nhắn nhủ với các con trong cơ cấp bách này. Các con ơi, trần gian đang trải qua cơn đại khổ do khổ trược sát phạt nhân loại, nên trược khí ngất trời đang bủa vây các con. Cõi hồng trần đang tràn ngập trong bóng đêm hỗn loạn theo đúng thời kỳ đen tối của định luật vận hành vũ trụ. Đây là vận hội mà khổ trược đang có ưu thế tung hoành và thao túng trần đời. Theo định luật tiến hóa vận hành thì hết giai đoạn hưng thịnh sẽ đến thời kỳ suy vong, hết thời kỳ đen tối thì ắt phải đến lúc sáng sủa chứ con. Hiện nay chưa có phải là thời kỳ ưu việt của khối thanh hành động nên cha không thể ban rải nhiều ánh sáng cho trần gian, để cho bóng đêm có cơ hội tràn lan. Do đó mà các con phải tự lo thắp đèn tâm cho sáng và lo tu gấp rút để tự rọi đường cho chính mình trong bóng đêm dày đặc, để phải vượt qua cho kỳ được mọi thử thách của cám dỗ và của đam mê, và phải vượt qua mọi thách thức của chướng ngại hầm hố gai trong kinh khiếp do khối trược đã và đang gieo rắc khắp mọi nơi. Lo làm cho mình sáng rồi còn phải lo cho người sáng, độ ta rồi phải độ tha nữa đó con. Đây là lúc mà mỗi con phải ý thức vai trò làm chiến sĩ cho Thượng Đế để cứu khổ chúng sinh. Các con đều là những sĩ tử đang mang ý nguyện tu học để thoát vòng tứ khổ. Thì hỡi các con, đang khi các cảnh khổ đang hoành hành mãnh liệt, kẻ tự nhận mình là người tu phải quyết chí mở rộng lòng từ bi hỷ xả, dẹp mọi vị kỷ, phát tâm cứu độ chúng sinh trong cơn điêu linh thống khổ, để gieo nhân lành, lập công bồi đức, vừa trả bớt nợ nần, vừa giải bớt gai gốc nghiệp chướng trên đường hồi quy của mình, đồng thời vun bồi thêm đức độ để làm hành trang tiến bước. Dân rồi đây sẽ phải chết nhiều vì ảnh hưởng nghiệp sát, rồi những cảnh đói không cơm ăn, đau không thuốc uống, cảnh binh đao chết chóc hỗn loạn đảo điên sẽ diễn bài để khảo trần gian trong cơn cộng nghiệp. Trong cảnh khổ nạn khắc nghiệt này, các con phải làm gì để rảo bước theo kịp cơ tiến hóa sang giai đoạn hoàng kim để tham dự được đại hội long hoa rực rỡ, để khỏi bị thoái hóa rơi rớt lại thời kỳ âm u đen tối kéo dài đến 7 ức niên sau hả con? Này các con, hãy nghe cho rõ và nhớ cho thật kỹ, đây là cẩm nang cấp cứu cha ân cần ban cho các con và tha thiết yêu cầu các con phải thực thi bằng mọi giá để vượt qua cho kỳ được cơn khảo đạo thử thách khốc liệt sắp đến. Thứ nhất, phải cấp bách ăn trường chay để giải bớt nghiệp sát vì cơ chết chóc sẽ rất lớn đấy các con. Các con ơi, đừng sát sinh hại vật thêm nữa, mà hãy lo lập hạnh phóng sanh và ăn trường chay để tạo phước đức hầu được sanh tồn. Vả chăng màn này trược khí dày đầy, các con đều vốn dĩ bị nhiễm trược vì những loạn cảnh bên ngoài, thì phải lo tống bớt trược đi chứ đừng rước thêm bằng cách đem trược điển của thú vật vào trong thể xác nữa. Cha cho các con rõ màn này độc khí trong cá thịt, trong các thức ăn động vật rất nhiều. Nếu các con đem chúng vào cơ thể, rồi thì sẽ có lúc các con bị khảo đảo rất dữ vì trược khí, vì độc khí, vì nghiệp sát đấy các con. Vậy các con nào chưa ăn chay trường thì phải gấp rút lo ăn chay. Các con nào ăn rồi thì phải ráng giữ hạnh trường chay nghe con. Cha cũng hiểu có những đứa chưa quen cách ăn thanh đạm nên thấy khó ăn. Nhưng các con ơi, đây không phải là lúc mà các con bảo thủ tính đam mê thịt chúng sinh hạ đẳng thú cầm, và cũng không phải lúc cố chấp quan niệm ngon dở nữa rồi. Vì cảnh đại khổ đang và sẽ diễn bài ngày càng khẩn cấp mãnh liệt hơn, nên lúc này không phải là lúc để ăn cho khoái khẩu, mà các con chỉ cần lo ăn giản dị để tạm sống cho qua ngày đoạn tháng thế thôi. Hãy tập cho cơ thể quen với những nhu cầu đạm bạc đơn giản để đỡ bị khảo đảo. Nên việc yêu cầu các con giảm bớt nhu cầu trong cơn đói khổ đó cũng là một cách trực tiếp làm cho mình đỡ khổ đó các con. Thứ hai là phải nhớ trụ, tức là trụ tâm, trụ ý hay là trụ tư tưởng của các con cũng vậy. Thường thì tư tưởng của các con rất dễ bị phân tán vì những động loạn ngoại cảnh. Bên ngoài hỗn loạn đảo điên khiến cho các con rất dễ bị xao xuyến, hoang mang, rầu buồn, lo âu, phiền não. Cho nên cha khuyên các con cách trụ tư tưởng lại có hiệu quả, có lợi ích và thiết thực nhất, hầu cho nội tâm đỡ tán loạn, đó là phương pháp niệm danh hiệu cha, tức Nam Mô Ngọc
Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nếu chưa quen niệm danh cha thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Các con phải nhớ suốt ngày đêm trì niệm trong tâm, tưởng trên đầu để tư tưởng nhờ trụ vào câu niệm mà đỡ tán loạn vì những động cảnh bên ngoài. Màn này con nào ổn định được nội tâm, trụ được tư tưởng thì sẽ giữ được thanh điển. Nhờ giữ được thanh điển mà nó đỡ bị nhiễm trược, do đó mà tự hóa giải bớt nhiều khổ nạn do khổ trược kéo đến khảo đảo nó. Thứ ba, ngoài ra con nào biết thiền định thì phải siêng hành thiền nhiều hơn nữa. Có giờ rảnh nhớ hành pháp luân thường chuyển càng nhiều càng tốt trong ngày để hóa giải bớt trược điển ô nhiễm. Màn này trược khí rất dày nên các con hành thiền gặp khó khăn hơn. Vậy không nên giữ cái đà như trước mà phải cố gắng công phu bội phần mới giữ được thanh điển và giải bớt trược cho bản thể các con. Cha vừa khuyên các con những điều cần thiết và cấp bách để cấp cứu các con trong cơn khổ nạn này. Nêu những pháp tu trên để các con thực hành không ngoài mục đích giúp các con hóa giải bớt trược, ăn chay trường để bớt trược, trì mật niệm để trụ điển thanh, nhờ đó mà các con đỡ nhiễm trược, và siêng hành thiền để các con trụ tâm, nhờ đó mới đỡ bị khố trược chi phối đó thôi. Các con có đỡ trược thì mới đỡ khổ đau, vì đứa nào càng nhiễm trược từ bên trong hay bên ngoài, nhiễm nhiều chừng nào thì càng khổ nhiều chừng ấy. Trần gian sở dĩ đang điêu linh thống khổ vì quá nhiều trược khí do những sai quấy của con người tạo ra, và khối trược ngất trời này đang hoành hành để dội ngược, để sát phạt lại theo đúng nghiệp lực của nhân loại. Cho nên giữ cho mình ít trược, tức giữ cho mình ít khổ hơn đó thôi. Nếu các con thực hành rốt ráo những gì cha khuyên bảo trên đây, ít nhất là điều 1 và điều 2, thì ắt chúng con mới hy vọng vượt qua được cơn thử thách khảo đảo lớn này. À, còn điều này nữa, cha muốn lưu ý các con về cách phục sức của người tu. Người tu có gì mặc nấy, không nhất thiết phải cạo đầu, chẳng phải mặc áo già hoặc trang phục theo kiểu tu sĩ hay ăn mặc xấu xí khổ hạnh mới là tu đâu các con, mà mặc bộ áo nào tu cũng được. Không nên câu nệ chấp nê vào hình tướng, vào y phục bên ngoài. Người tu mặc gì cũng được, áo đạo cũng như áo đời, vì bộ áo và sắc tướng bên ngoài chỉ là phương tiện cho con người mượn nó để sống thích nghi với cõi hồng trần, hầu học hỏi tiến hóa đấy thôi. Tiện áo đạo thì mặc áo đạo, tiện áo đời thì mặc áo đời. Cha cho các con rõ, khi cần mặc áo xấu thì mặc áo xấu, lúc phải mặc áo đẹp thì cứ mặc áo đẹp. Khư khư ôm áo xấu mà chấp nê áo đẹp, hoặc cứ khư khư ôm áo đạo mà chấp nê áo đời, ấy cũng là mê chấp hình tướng đó thôi. Mặc y phục trần gian cho đẹp mắt cũng không phải là sái chân lý, vì trong chân lý có chân, có thiện, có mỹ, nên ăn mặc thanh lịch, trang nhã, hợp thẩm mỹ cũng nằm trong chân lý đó thôi. Có điều phải nhớ, lo đẹp bên ngoài nhưng đừng quên chăm sóc cái đẹp bên trong. Nếu chỉ lo ăn tiện chăm sóc, trao sửa sắc tướng bên ngoài mà thờ ơ phế bỏ việc chăm sóc tâm linh bên trong cho sáng đẹp, cho thanh nhã, thì con người sẽ không đi đến chỗ văn minh thật sự và không thể tiến hóa lên cao được. Vì con người nếu chỉ mãi mê lo phần vật chất hữu vi nặng nề giả tạm mà quên lo chăm sóc chân ngã của nó, thì linh hồn sẽ cứ chìm đắm bị trì trệ trong các cõi nặng trược mà không thể tiến lên cõi siêu nhẹ được đâu các con. Do đó mới có việc kêu gọi các con nào đang dần hết thì giờ trong việc trau dồi vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Không nên quá thiết tha với vật chất, không nên quá xe xua, ăn tiện, trau chuốt bề ngoài, mà nên dành bớt một phần nào thời giờ để lo chăm sóc trau sửa phần hồn bên trong của mình nữa, thì vẻ đẹp trong ngoài ấy mới có giá trị thật sự các con. Khi các con thực sự giác ngộ rồi thì ắt sẽ hiểu rằng phải lo cái đẹp bên trong trước. Bên trong đẹp rồi thì tự nhiên thể hiện ra sắc tướng bên ngoài. Trong ngoài phải cùng đẹp, vô vi và hữu vi phải cùng đẹp một lượt. Đấy mới là sự biểu hiện chân lý trọn vẹn vậy. Các con có hiểu rõ điều ấy hay không? Thôi, cha ban ơn cho tất cả các con. Hãy nhớ ghi lòng và thực hiện cho kỳ được những gì cha đã ân cần tha thiết nhắn nhủ nghe con. Cha giả từ tất cả các con. Này các con, lúc này lẽ ra cha chưa xuất hiện, nhưng khi thấy cần, cha mượn bộ áo trần gian để đến với các con. Các con nên biết, áo đạo nhưng tâm không biết đạo thì thật không ích gì.
mặc bộ áo đạo thì phải hành động cho đúng. Các con tu áo nhiều rồi, nhưng tu tâm chưa được.